chi là ngày vui nhất. Bên nhau có nhau nên ta cũng tươi cười. Bạn tôi trung niên làng xóm ngay cạnh bên nhà. Dù bao năm qua có từng mâu thuẫn, vẫn luôn khắc ghi hai chữ láng giềng. Nhờ vậy mà chẳng thấy cô đơn, mà tôi chẳng thấy suy tư gì. Bây giờ mình cũng chúc lại là chúc cho những người bạn của chúng mình lúc nào cũng thanh xuân rực lửa. Chị Phụng là phải thanh xuân rực lửa. Rồi, nha. Vô nè. 1, 2, 3, vô. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Xin chúc vui vẻ. Thôi chết rồi bà. Cái gì? Ơi. Chị Liên bình tĩnh. Ai chết, ai chết? Con Linh. Con Linh con dâu tôi sao? Nó quýnh nhau. Nó đánh nhau hả? Ồ, nói với thằng chồng nó đánh lộn Hà Rầm. Không phải. Nó quýnh nhau với nhỏ da đen. Quýnh nhau với nhỏ da đen? Trời ơi, nó đi đâu qua lạc qua châu Phi vậy trời? Không phải. Con da đen ngoài đầu ngõ đó. Trời ơi, con dâu ngõ đánh lộn với da đen. Cái con nhỏ da đen của mày luôn luôn. Mày dám giết chồng tao hả mày? Mày dám giết chồng tao. Anh luôn nó ra coi coi nó dám đẹp không? Trời mẹ ơi, mày dám giết chồng tao hả? Mày dám giết chồng tao hả? Thôi em ơi. Thôi em ơi nghe anh nè. Đừng có đánh. Thôi chậm quá, nhé chồng ở trong nhà đi má. Chứ mày biết nhà ai thấy được chân chồng tao cái chưa? Ủa chân chồng mày hả? Mày chồng đi hả? Sao mà đánh này nè? Trời ơi. Thấy chồng người ta là thương tớp đó mà. Thương chồng quá thì hả nhét trong tủ đi má. Đó là ghen. Phải con Vi con của ông Tùng không? Dạ đúng rồi con. Má có phụng phải không con? Người quen của má hả? Người ghen của má với chồng con kìa. Khoan 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 để má hỏi chút xíu. Nè nè. Cô là con Vi. Dạ đúng rồi, con Vi nè cô. Trời đất ơi, vậy con Vi đi hả? Dạ. Trời ơi, Linh ơi Linh. Dạ. Con Vi con ông Tùng nè. Hồi nhỏ ai đứa bà đánh lộn hoài đó. Không gặp được cố nhân à. Không nhận ra cố nhân sao? Con Vi còi. Con Linh lép. Mày dám nói tao lép. Mày dám nói tao còi hả? Trời, có nói dữ không má? Ê, nó nghe nè. Lâu năm không gặp lại mà cái nết cũng vẫn còn sồn sồn nha. Tao tưởng nó thay đổi rồi đó. Trời ơi, gặp mày trời ơi thiệt. Ôi, sao có chồng chưa? Chưa, có chồng vậy không? Chưa, chứ có chồng. Ôi, học con vậy đó. Mình về hồi nào má tao biết được tao ra xong tao rước mày hết trơn. Tao về bữa giờ rồi. Thiệt hả? Anh này trời ơi, bạn em mà không nói em biết gì hết trơn á. Chồng tao thấy chồng. Trời, nãy giờ tưởng bạn trai mà mày làm lố không á. Không, chồng tao tao mới vậy hả? Bạn trai tao có chồng sao không mail gửi thiệp cho tao vậy trơn về. Tao có gửi thiệp cho mày mà không biết như là mình thất lạc nhau từ xa xưa vậy đó. Nhưng mày không nhận được hay sao? Ủa, ôi mày gỡ. Xong chưa hai chị? Giao lưu với nhau xong chưa? Hả? Người ta không biết, người ta tới ta hỏi đường nhà mình. Tôi chưa kịp chỉ đường cho người ta nhào ra quánh ghen quá. Trời quánh luôn à. Người ta kêu là ghen bóng ghen gió đó con. Thì má
thì cứ miễn là người phụ nữ mà đứng gần chồng con chỉ cần 1 mm thôi là con ghen luôn cả cả má luôn á. Trời, bởi vì con này cái nết hồi đó tới bây giờ không thay đổi luôn. Mà cũng tại chồng hết trơn, chồng hôm đó rõ ràng đi mép xíu là chị em tương tàn rồi. Ủa tôi được nói không? Tôi đâu có được nói câu nào đâu, nhà vô quýnh quá, vô quýnh luôn mà quýnh lộn hay ghê má, quýnh lộn mà không trúng miếng nào trúng con không à. Ồ tội nghiệp con trai tôi rồi, trời ớt ồ. Ê, mày về được có quà cho tao không? Trời tất nhiên có rồi, đem hai qua ly luôn. Ê, trời đi vô mở quà, đi vô mở quà. Sẵn có sinh nhật mấy chồng tao luôn. Ồ, sinh nhật cô hả? Đi vô. Ê, có quà kìa, vô có quà kìa. Con có quà rồi. Nè, nguyên dấu tay luôn nè, nguyên dấu neo nè. Ừ, thiệt tình nó cào con trai tôi tội nghiệp quá. Ê, má cũng có quà đó, đi vô nhận quà, vô nhận quà. Đúng là phụ nữ nào cũng đam mê vật chất, vật chất là mù quáng hết rồi. Đi có quà cho tôi. Lâu rồi không biết. Trời ơi, mày hẹn tao đi ăn uống hay là mày đi dự những thời trang rồi mà ăn mặc lồng lộn quá vậy hả? Ê, cái bộ này là cái bộ nhu nhất trong cái cuốn catalog của tao rồi đó. Ra đây. Gì? Ra đây nói nghe này, nhanh lên ra. Quá à, đi trễ rồi mà còn bắt người ta đứng lên ngồi xuống cái vụ gì? Oh my god, trời ơi, thời buổi này rồi, cái gì vậy anh Linh? Mày mặc cái gì mà bèo rồi xíp ly nữa trời. Cái này là mô đen chứ bộ. Mô đen? Tới khúc mô đen chưa má ơi, cắt mấy cái này vô tủ liền. Bây giờ không ai mặc cái này nữa kìa. Da kìa trời ơi là trời. Cái da gì đâu mà trắng hồng xưa rồi má. Bây giờ không ai xài cái da này. Cái da là phải khát nắng như da của ta vậy. Nó mới sexy. Kệ tao đi mệt mày quá, mày ngồi xuống giùm tao đi. Con này bởi vì chán nó ghê, suốt ngày có nhiêu đó đó. Hẹn gì đâu mà đi trễ cả tiếng đồng hồ luôn á. Thiệt tình. Trời ơi nóng quá. Mày thiệt tình luôn, hẹn mày mà mày đi trễ cả tiếng đồng hồ luôn. Đó, đó coi bộ đồ kìa. Trời ơi, lúc nãy gọi điện thoại cho tao kêu là mặc đồ đơn giản thôi, đơn giản đi ăn uống bình thường thôi. Trời ơi, đây là bộ đồ mà bớt nổi nhất của mày rồi đó hả? Ê. Ít nói là cho nó sang chứ mày càng nói là mày càng lúa ra nè. Bây giờ nè, để cho tao coi, mày cặn cái mặt cho tao coi. Trời ơi là trời, bây giờ ai đâu mà vẽ chân mày ngang xì tay Hàn Quốc. Còn cái gì mắt mà chớp chớp linh linh nó vậy má. Còn cái môi gì môi trái tim hả, xưa rồi má, cái style này năm 2000 rồi đó. Chứ giờ làm sao? Tao tư vấn cho mày nha. Cái môi của mày là bây giờ mày phải tiêm 3cc lên cho tao cho nó gì nè, nhìn nó mới hả gợi cảm. Còn cái mũi của mày là nó quá thấp, thiệt sự. Thấp lắm. Mũi tao thấp á hả? Ừ. Mày đi sửa lại đi. Ủa tao sửa rồi đó. Ủa sửa gọi hả? À. Trời má ơi, sửa gì đâu mà thấp dữ bây giờ. À, con này bởi vì có tiền mà không biết xài, tao tức dễ sợ luôn. Còn con mắt của mày luôn á, mày sửa mũi, mày tiêm môi xong mày cắt con mắt lại cho tao đi. Con mắt tao cắt 4 lần nè mà tao giờ không có vừa ý luôn á, tao định đi làm lại nè, đi làm không? Ôi tao sợ lắm mày ơi, tao sợ nhất là cái cắt mà xong rồi không có nhắm mắt lại được á, đi ngủ mà cứ mở mắt trừng trừng gì ghê lắm mày. Thôi đi má, cái đó là má làm lố á chứ làm vừa như tao, mày thấy cái nết của tao không? Tao làm gì nó cũng vừa, nó không có quá lố là đẹp. Thôi nhưng mà ông chồng tao không có thích đâu, ông thích cái gì đơn giản à, ông nói ông không có thích phụ nữ sự nhiều quá. Trời ơi má ơi, không lẽ nó thích, nó nói với mày nó thích. Thường mấy cái thằng á nha mà ở nhà kêu vợ mặc đồ mà xíp ly bèo. Ủa mày lấy bộ đồ này của cô Phụng mày mặc á hả? Tào lao, đồ của tao chứ bộ cái này là fashion mới ra. Ờ fashion ghê ha, fashion hồi mà cô Thờ Phụng còn trẻ lúc mà tao chưa đi nước ngoài nữa đó má. Thằng chồng mày nhiều khi nó kêu mày mặc như vậy đó, ra đường khỏi chai cua rồi xong rồi nó đi với gái, đi với mấy con mà sexy nè, giống như Ê mày nhớ tao không? Biệt danh của tao hồi xưa là gì? Vlep đúng không? Bây giờ mày thấy không? Trời ơi, đi tới đâu thiệt luôn á, nó muốn chú nhủi luôn á. Ủa sao mày đành đàn ông quá vậy? Mày có chồng chưa? Trời ơi, con này nó không biết. Từ khi mà tao sửa lên ha, thiệt một ngày tao quen một thằng. Mày biết hồi xưa tao đâu đẹp đâu. Bây giờ này nhìn nè,
một ngày là một thằng luôn á. Ghê vậy. Ừ, bởi vậy tao kêu mày đi sửa lên đi, mày đi làm lên đi, bây giờ không ai mà để cái đầu, trời ơi, cái đầu qua hậu không có được. Đi đi. Ê, tao biết cái ông ở Việt Nam, tao mới nghe nói ông sửa đẹp lắm, hay là tao mày đi liền đi. Cái gì đi liền, ghê vậy mày, thôi tao còn phải suy nghĩ đã. Trời má ơi, cái thời gian mày ngồi suy nghĩ á, chồng mày nó sắp bỏ mày tới nơi rồi đó. Mà tao sợ đau lắm mày ơi. Ê, nó nghe nè, mày sợ đau hay là mày sợ đau tim chồng mày nó bỏ lúc đó mày ngồi mày đau tim đó con? Trời ơi, trời, cái gì mà lép như vậy Linh? Lép hả? Tao không thấy lép đâu. Trời ơi, tao tưởng đâu mày nhà bán bánh tráng không đó má. Rồi mày đang có bầu hay vậy? Nani? Mày nói gì vậy? Tao có bầu hồi nào mày bậy bạ? Trời ơi, tao tưởng nó 3 tháng không, nó con gái con lứa gì. Không được, không được, không được. Ê, Vivi, tao nói nghe nè, mày có phải bạn tao không vậy? Trời ơi, nó giờ vô một cái là mày chê tao từ chỗ đó ra chỗ này luôn á. Ê, tao nói thiệt mày nha, tao bạn mày, tao muốn định hướng cái fashion cho mày, lợi cho chồng mày khỏi bỏ mày đó. Mày ơi, tao sợ đau lắm. Con này mệt nó ghê, bây giờ mày muốn đau thể xác hay là đau tâm hồn? Tôi nói không cho sửa là không cho sửa, nghe chưa? Anh tính không cho tôi sửa để nó đừng có nhìn con khác đúng không? Ê, đừng có ngậm máu phun người nha. Tôi không cho mấy người sửa, không phải tiếc tiền với mấy người nha. Nhưng mà sửa cái này rất là nguy hiểm nha. Mổ xẻ người ra lỡ mà bị di chứng gì, ai chịu trách nhiệm cho mình? Chưa kể là hả, cái người của mình bơm tùm lum tùm la thứ trong người á hả, chưa kể tới là hả, có mấy cái vụ mà bị di chứng xong rồi bị chết luôn nữa. Thế nào là Botox bơm trong người nè, filler bơm trong người nè, silicone một đống trong người, rồi gắn sụn với cá mập vô nữa, cái người y như cái siêu thị vậy. Không được, tôi không cho sửa, tóm lại là không được sửa. Trời ơi, anh nói vậy làm như hả tôi chết rồi hả? Ra đường thì thích hả, nhìn gái đẹp mà về nhà vợ thì không cho sửa, tiếc từng đồng từng bạc, tôi còn lạ về đàn ông mấy anh nữa. Bây giờ chưa chết thôi, mai mốt thế nào cũng chết nha. Nè, mai mốt còn nghe nói di chứng đó má, bơm nhiều quá vô người bị mất trí nhớ, mốt bảo quên con là chồng bả luôn rồi sao? Tóm lại là không cho sửa, không phải vì tiếc tiền. Sửa làm chi, bây giờ không có đẹp hả? Tự nhiên bây giờ đi sửa, đi mổ xẻ ra vừa tốn tiền vừa đau đớn nữa. Nè, nghe má nói nè, má không đồng ý với con, phụ nữ là có quyền làm đẹp. Tại má nhát mà không, má sợ. Chứ nếu mà má gan, má dạn dĩ với người ta, má sửa lâu rồi. Cái gì vậy má? Bây giờ tóm lại má theo phe nào? Con nói là không cho sửa đó. Má cho sửa. Không cho sửa mà. Má cho sửa. Thôi mệt quá, chồng mày mà tiếc tiền với mày, thôi bây giờ mày muốn sửa vậy tao cho mày sửa, tao đầu tư cho mày từ A tới Z. Ê, bắt đầu ai mượn vậy? Vấn đề là không muốn cho sửa chứ mày không có tiền nha. Má cho sửa. Không sửa. Sửa. Cho sửa. Không cho sửa. Thôi. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, con đã có quyết định của mình. Má nói con rồi, đau lắm mà không chịu nghe. Chồng mày yêu mày là vì cái tâm chứ không phải cái sụn với lại mấy cái túi silicone. Nói cãi chồng là núi đè mà đâu có bao giờ nghe đâu. Trời ơi, bây giờ tiền mất tật mang đó. Nhìn con coi thấy ghê. Mày là đâu đòi với bạn mày, mày đi sửa. Bà giờ là sắc đẹp nhân tạo rồi, bà không còn là vợ của tôi nữa. Ly dị nha. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Vừa mấy người lắm, tôi chê mấy người. Bởi vậy bạn bè mày không nghe lời, bởi vì mày xu đó, mày gán mày chịu đi mày. Má ơi đừng có bỏ con mà. Chồng ơi không có ly dị đâu, đừng bỏ em nhất định sẽ đẹp mà. Vừa Vừa lắm mà. Đáng đời. Tiền mất tật mà. Đáng đời mấy người lắm. Đừng có bỏ con mà. Cái gì vậy em? Ủa? Làm gì đang ngủ la lên vậy? Mặt em có gì khác không vậy? Không, có gì đâu, bình thường mà. Trời ơi, mừng quá thì ra là mơ thôi à. Em vừa mới nằm mơ là em đi phẫu thuật thẩm mỹ xong rồi bị hư á, mà cái mặt nó thì ghê luôn á. Chỉ là mơ thôi. Thiệt luôn hả? Thôi anh ơi, em biết rồi, tôi này không phẫu thuật thẩm mỹ rồi, em không làm gì hết trơn á. Trời ơi, phải chi mà em nằm mơ sớm chút xíu nữa là gia đình đâu có cãi lộn, đâu có lục đục với nhau đâu. Hút quá, không làm là đúng luôn á. Không làm nó đâu, ghê quá, sợ quá, không làm gì nữa á. Có làm sao mình để nguyên vậy đi, nghe chưa? Nghe lời anh em ngoan nha. Thôi vậy nha, thôi đi ngủ đi, không sao đâu, chỉ là nằm mơ thôi nha. Ngủ đi. Ê, không được, được, anh vậy. Vậy bây giờ anh phải trả lời một câu hỏi này của em là khi nào mà anh trả lời được á thì em mới cho anh đi ngủ. Gì nữa? Anh yêu em gì điều gì vậy? Anh yêu em không phải là vì nhan sắc,
anh yêu em vì em là chính em thôi, hiểu không? Vì em là chính em. Ủa là sao không hiểu? Anh, em chưa hiểu. Ôi, ngủ đi, mệt quá. Ôi, vậy trả lời đi, vì em là sao? Anh. Rốt cuộc đàn ông yêu phụ nữ là gì, điều gì ta? Nói nào Nga chứ, ngày hôm nay em qua đây trước là để em hỏi thăm sức khỏe của chị, sau là em cũng có chuyện quan trọng, em đến đây để trả nợ cho chị. Trời ơi, nhỏ này, khi nào có là đưa cũng được, chị đâu có cần gấp đâu. Dạ, em gửi lại tiền cho chị. Trời ơi, sao không chuyển khoản đi em, đưa tiền mặt chị cho mất công vậy. Chuyển khoản còn nói gì nữa, chuyển khoản sao có lòng. Em á hả, phải lấy tiền tới đây gặp tận mặt chị rồi đưa tận tay cho chị mới được chứ. Rồi, cảm ơn em. Dạ, chứ qua đây em cũng có một chút ít quà em gửi tặng cho chị. Đây. Cái gì đây? Dạ, em gửi tặng chị hộp sữa Vana. Ơi, nhỏ này, mua chỉ tốn kém mà để tiền nó lo cho chồng em. Cảm ơn em, đưa chị coi coi. Dạ. À, lắng nghe sức khỏe, trao gửi yêu thương. Trời đất ơi, con bé này thiệt tình, nó tặng một món quà rất là có ý nghĩa. Cảm ơn em, chị sẽ uống. Ủa nhưng mà hết rồi mày biết mua đâu? Cứ uống hết xong rồi cứ nói với em. Em mua. Mua chi nữa kỳ sao để chị mua? Dạ không có, em mua giùm á chị. À rồi chị trả tiền lại hả? Trời ơi, trời ơi, chị Phụng ơi, chị Phụng ơi, trời ơi, thiệt á, mừng quá. Mừng quá được gặp chị ở đây, chị ơi, chị cứu em đi. Khoan, khoan, chị hỏi là Kiều Kiều, chị nhớ là em bán cái khu vực nhà ở chỗ này, em đi chỗ khác rồi mà. Sao nay chị ra trở về mà khóc lóc ỉ ôi vậy nè? Thì bán nhà rồi, đi chỗ khác rồi. Nhưng mà thằng con em nó dẫn chứng nào tật đó đó chị. Nó sao nữa? Nó cờ bạc, xong rồi nó đua xe, nó lạng lách, nó đi mượn tiền của giang hồ. Trời đất ơi, bây giờ không có tiền trả, tụi nó đòi xử con em. Trời đất ơi, bây giờ chị ơi, chị giúp em đi. Chị Phụng ơi, bây giờ chị không giúp em là giang hồ nó giết mẹ con em. Chị ơi, chị cứu em nha. Nè, chị nói cho em nghe nghe, đành rằng là chị giúp người, nhưng mà chị giúp những cái hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, người ta bệnh hoạn mới giúp, chứ còn cái này sao giúp được em? Cái này không có giúp được nha chị nha. Giúp cái kiểu này giống như muối bỏ biển vậy. Tại vì mượn tiền giang hồ lời cao dữ lắm, sao mà giúp được vậy? Ủa bà nói gì vậy? Hả? Trời ơi, bà giúp hay không là quyền của chị, sao mà bà đi suối người ta vậy? Bà cũng có hay ho gì đâu, bà cũng mượn tiền chị nó Phụng nè. Chị, bây giờ em hỏi chị nè, em mượn tiền chị em có trả không chị? Chị nè, trả cho chị đi nè. Tôi mượn tiền tôi trả đàng hoàng nha. Còn con của chị đi ra ngoài đường là một cái thành phần gì đó. Là xấu của xã hội. Cái gì thành phần không gì xấu? Không có nên cho mượn nha nè, chị. Nè, chị vừa phải thôi nha, con tôi hại ai? Nó chưa có hại ai hết trơn, nó đua xe, nó cũng là đua xe trong vỉa hè thôi. Chỗ nào vắng vắng nó mới đua thôi, chưa có đua ngoài đường. Thôi, bây giờ cho tôi can đi, nói nghe nè. Bây giờ thì chị nói với em cái chuyện của em, chị không có giúp được. Mà nếu bây giờ em sợ giang hồ tới đòi nợ thì thôi em nhờ chính quyền đi, chính quyền can thiệp cho. Ông chị ơi, giang hồ nó nói báo chính quyền đó, là nó lợi nhà nó tạt sơn, xong rồi nó tạt mắm nêm, không có buôn bán làm ăn gì được á. Đi qua ngoài đường á thì nó phát tờ rơi, rồi chỗ làm á là nó cũng điện thoại nó chửi. Chị giúp em đi một lần thôi, em nói thiệt, em làm trâu làm bò, em trả cho chị không được nữa. Không được đâu cô Kiều ơi, thôi tôi có thông cảm nghe. Đúng rồi chị bỏ tiền vô đây là đúng rồi đó, chứ bà giúp là như muối bỏ biển nha. Giúp chừng nào muối cái gì, muối bỏ biển hả? Tôi bỏ muối vô cái miệng của bà đó. Người ta giúp bà rồi thì bà cũng phải nói vô cho người ta giúp tôi chứ, bây giờ không giúp nữa thì thôi. Trời ơi, thấy người ta khổ á mà mình không giúp nha, mai mốt mình sống có yên đâu. Giàu hay ra rẻ quá, không có cần nữa. Ôi thiệt tình, hung dữ dễ sợ không. Trời đất ơi, cái mà bị cái dòng mà hả, mở nhiều quá đó chị, nó tràn lên cái nắp não, bây giờ cái não không phát triển được, hô đồ dễ sợ chứ chị. Không có cho mượn tiền nha chị, không cho mượn nha. Chị đợi chút xíu nha, xe sắp tới rồi đó chị. Cảm ơn em nghe, ba cái vụ mà kêu xe chị không có rành gì công nghệ gì hết trơn á. Trời ơi, ăn cướp. Ăn cướp. Thôi chị ơi, chị ơi, ăn cướp của chị. Nè. Ăn cướp. Thôi kệ đi, kệ đi. Nó là thằng ăn cướp thôi mà. Trời ơi, thì đúng là thằng ăn cướp thì phải la lên chứ. Trời ơi, nó giật cái vỏ. Cái vỏ của chị nó không quan trọng, nhưng mà tiền của em trả cho chị nó quan trọng. Chỉ là cái vỏ không mà, còn tiền đây nè, nó nằm đây nè, đây nè, tiền nó nằm ở đây. Tiền em nằm trong đây nè. Ủa,
Sao nó nằm trong đây vậy chị? Sao không có cái gì hết trơn vậy? Tao thấy rõ ràng lắm. Nè, có tờ giấy nè. Coi coi viết gì ở trong mày. Gieo nhân nào gặp quả đó. Không biết gieo cái gì mà gặp bả nữa. Tao mới là không biết gieo cái gì mới gặp mày nè. Bà này thâm thiệt chứ. Hồi nãy đó, ngồi nói chuyện bà kêu bà cứ địa địa cái túi tiền hoài. Đó chị mới lấy, em thấy là chị bỏ vô trong cái bóp chị không? Dạ. Đó, sau một hồi cái tự nhiên chị vô tình chị dòm ra thì chị thấy bả ra nói chuyện điện thoại nhà chị nghi. Nghi cho nên chị vô nhà vệ sinh chị bỏ tất cả những gì quý giá vô đây hết rồi. Nó giật cái giỏ không à, rồi nó coi không có tiền nó cũng giục cái giỏ lại à, không sao chứ. Trời ơi, yên tâm mừng đi. Mừng quá vẫn còn. Không, em giật báo công an chị. Vẫn thôi thôi, mình báo công an là mình phải có tang chứng vật chứng hẳn hoi người ta mới tin chứ mình nói miệng đâu có ai tin. Không sao đâu. Kẻ ác thì sẽ gặp quả báo thôi, yên tâm. Công nhận nha, sao chị hay ghê á. Đúng là gừng càng già càng cay mà. Mà cay đậm đà luôn.